Nhân quan tham gia chương trình này góp nhận 1.500 token có ký hiệu là ABC. Con này khoảng giá hiện tại của nó là một token 0.004 USD nha tất cả các bạn. Nhiệm vụ rất là dễ luôn, cho anh hai kênh Telegram group follow server và Don dùng với chút wallet rồi lúc tiếp chúng ta. Bấm nút ta. Rồi, sau khi các bạn bấm nút ta xong, các bạn cho anh vào kênh Telegram group. Rồi các bạn nhấp vào list vào nha các bạn. Click vào kế hoạch nè. Rồi, mình gì mình đã các bạn bắt lại nha các bạn ghi username Telegram mình nha các bạn. Cộng anh 032 các bạn vào setting copy username mình 0329931577 các bạn gỡ. Rồi, các bạn vô anh vào kênh Telegram thứ hai của nó nữa nè. Rồi thì mình đã join rồi bạn, các bạn bắt lại nha bạn. Các bạn cũng ghi tiếp username Telegram mình luôn. Cộng anh. Không 0329931577 0329931577. Rồi bấm gửi tiếp nha bạn. Rồi, nhiệm vụ thứ hai là các bạn thay word nha bạn. Rồi, các bạn thay word thì các bạn ghi lại username follow và tài quyết ghi là username các bạn, rất là dễ luôn. Các bạn nhớ cho mình xin một like và một subscribe ủng hộ kênh mình nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi chương trình này, góp này cũng mới ra có 1.764 người theo dõi. Rồi các bạn like nó cái nè, rồi các bạn test lên cái bình luận nữa các bạn. Con này thì chơi vậy thôi, vậy vậy chứ mình cũng thấy ít người tham gia quá. Đã tham gia ngày 30. Chương trình iGroup này cũng mới ra các bạn ơi. Nên số người tham gia ít có ai biết lắm. Good. Rồi chờ lại luôn. Rồi các bạn bắt lại nha các bạn. Rồi các bạn ghi lại, các bạn vào trang cá nhân thay word của mình, các bạn copy là của username các bạn. Bạn nào không biết cộng WinVV này nó 92468 các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút quýt giao nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với RC20 quý với chút wallet thôi các bạn. Các bạn mở với chút wallet ra nè. Chờ cho anh con số không may để yêu em mang lấy chua cay. Rồi các bạn copy vào ETH nha các bạn. Rồi các bạn copy sao chép nè. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn mở tay mình lên lại, các bạn bắt địa chỉ với IC20 này vô. Rồi các bạn gửi cho nó nha các bạn. Rồi view menu. Rồi các bạn bấm vào balance nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 1.500 token. Rồi các bạn bấm vào nút Redlink Delta. Redlink. Rồi các bạn bấm vào nút Invite nè các bạn. Nhưng mà luôn. Rồi, nó ra một cái liên kết, các bạn lấy liên kết này chia sẻ cho bạn bè, mỗi một lượt ghép các bạn nhận 120 token ABC có quán sơ đô. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc không hiểu các bạn đã comment viết chị chặt mình tất cả các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã đang theo dõi kênh của mình và luôn ủng hộ mình trong những thời gian qua. Bye bye nha các bạn. Chợ cho anh con số không may tắt.